Lễ rước dâu bằng xích lô của Nam Em. Sáng nay doanh nhân Bùi Hữu Cường ngồi siêu xe 50 tỷ dẫn đầu đoàn nhà trai đi xích lô mang theo sính lễ hỏi cưới người đẹp Nam Em. Có người bày tỏ xúc động vui mừng khi thấy nam em hạnh phúc sau nhiều tổn thương tình cảm trong quá khứ. Khi nhìn thấy cô lên xe hoa, gần đây nam em trải qua những ngày tháng hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Mới nhất, cô chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn kim cương ngón áp út cùng chú thích ẩn ý sắp cưới chồng. Nhiều fan hâm mộ không khỏi chúc mừng cho cô. Vì sau nhiều biến cố tình cảm, nam em đã có dấu hiệu lên xe hoa yên bề gia thất. Vài tháng qua, nam em chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Cô không ngại ngần gắn tên tài khoản Facebook của bạn trai để công khai với mọi người. Được biết, bạn trai của Nam em không để tên thật lên mạng xã hội, nhưng hiển thị thông tin từng theo học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia và hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai của Nam em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng đi công tác ở các tỉnh phía Bắc. Khi đi công tác, có lúc anh ấy sẽ đưa Nam em đi cùng, hai người thường xuyên ở cạnh nhau. Quản lý của Nam em chia sẻ, bạn trai của Nam em thường đăng tải hình ảnh của cô lên Facebook, đồng thời dành cho cô nhiều lời lẽ ngọt ngào yêu thương. Anh tiết lộ rằng mình và Nam em từng trải qua không ít giận hờn cãi vã nhưng vẫn ở bên nhau. Bạn trai Nam em khẳng định sẽ luôn bên cạnh che chở để cô có được cuộc sống bình an. Nam em sinh năm 96 tại Tiền Giang từng đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Từng đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, ghi tên mình vào top 8 hoa hậu trái đất 2016. Năm 2022, nam em khiến khán giả chú ý khi trở lại với đường đua nhan sắc tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam, nhưng may mắn chưa mỉm cười với cô sau khi khép lại hành trình thi nhan sắc cuộc sống của nam em có nhiều thay đổi nam em tập trung chủ yếu cho lĩnh vực âm nhạc với lịch trình đi diễn dày đặc ở các phòng trà tụ điểm ca hát trên trang cá nhân bạn trai nam em viết tâm thư khá dài gửi người yêu với nội dung cổ vũ nam em vượt qua khó khăn trong quá khứ vững bước về tương lai. Đồng thời, người này còn hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cạnh nam em để che chở bảo vệ cô qua những sóng gió. Anh không biết là quá khứ trải qua sóng gió bão tố ra sao. Anh cũng biết quá khứ em đủ khổ rồi. Anh lựa chọn im lặng âm thầm. Nhưng cái âm thầm đó có khi là động lực cho mọi người đào mò, đào bới. Nên anh quyết định sẽ công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em. Bạn trai nam em quyết định công khai chuyện tình yêu với cô. Gần đây nam em gây chú ý vì thường có những buổi livestream đối đầu anti-fan trong phiên live mới nhất nam em tiết lộ cô từng quen nhiều đại gia trước khi gặp và yêu bạn trai hiện tại theo lời kể của nam em bạn trai cô rất yêu chiều cô xem cô như một nữ hoàng cô bày tỏ sự biết ơn và vui mừng khi được gặp bạn trai hiện tại bởi trước đây khi quen đại gia cô chưa từng cảm nhận được niềm vui như thế ngày xưa nam em từng gặp nhiều đại gia nhưng không có xuống đâu vui thì họ gọi bằng em buồn thì gọi bằng trích lời chia sẻ của cô Việc nam em tự thừa nhận việc cặp đại gia khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ trong showbiz hiếm có nghệ sĩ nào muốn mang danh xưng đó. Vì thế không ít khán giả khen ngợi nam em thật thà, thẳng thắn chia sẻ chuyện quá khứ. Quen đại gia thấy vậy chứ phong bạt lắm, nên bạn hãy chọn người thật lòng chứ đừng chọn người phong bạt. Phong bạt mà tử tế thì như bắt được vàng, còn không, nhiều khi chỉ có vẻ bề ngoài thôi, chứ tiền là mượn nợ ngân hàng, mình ăn rồi cũng trả nợ lại. Bạn trai lên tiếng về vấn đề thần kinh của nam em. Nam em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam em sinh năm 96 tại Tiền Giang, là hoa hậu ca sĩ và là người mẫu được khán giả biết đến. Cô được biết đến nhiều hơn sau khi đăng quang hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2015 và là đại diện Việt Nam lọt top 8 chung cuộc tại hoa hậu trái đất 2016. Nam em cho biết bản thân mắc chứng rối loạn lo âu, bác sĩ chuyên khoa gọi là tâm thần, một loại bệnh rối loạn cảm xúc. Cô dễ bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, hành động khác người. Nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất ổn của nam em là do cô thường xuyên bị anti công kích dù cô đăng bất kỳ dòng trạng thái nào lên mạng xã hội cũng bị cộng đồng mạng hiểu sang một ý khác, thậm chí là xuyên tạc để bêu diếu cô. Một số ý kiến cho rằng nam em đang diễn khùng diễn điên để được nổi tiếng. Cô cho rằng bản thân không nghĩ mình quá nổi tiếng, nên cô sống thiên về cảm xúc nhiều hơn. Đứng trước truyền thông, cô luôn nói thật và mặc kệ cho dư luận suy diễn. Đó là cách để cô trải lòng, để sống thật với bản thân và để được khán giả chấp nhận con người thật của mình. Cô cũng nói về scandal với Trường Giang lúc trước như chuyện với nghệ sĩ trường giang tôi làm mọi thứ có thể gọi là khùng điên chỉ muốn được biết rằng anh ấy có yêu mình không khi nhận được câu trả lời quá rõ ràng qua việc anh ấy phản ứng rất vũ tôi không thất vọng nhưng tôi xét lại mình có lẽ tôi đã làm lố quá nên người ta mới phản ứng mạnh vậy việc tôi không có hành động gì dính dáng nữa không phải vì thất vọng mà vì tôi biết được câu trả lời rằng anh ấy không yêu mình như tôi nghĩ biết được câu trả lời người ta nghĩ như thế nào về mình rồi thì thôi có thể thấy rằng nam em đang rất mạnh mẽ để đối mặt với áp lực từ dư luận và sẵn sàng đứng ra bảo vệ bản thân khi cần thiết. Tuy nhiên hành động và chia sẻ của cô vô tình khiến nhiều người nhắc lại quá khứ ồn ào với Trường Giang. Thời điểm cả hai vướng lùm xùm tình ái, Trường Giang cũng đã hiếm hoi có lần lên tiếng nói về mối quan hệ với nam em và thừa nhận tâm tư cô không bình thường. Khi làm việc chung với nam em, anh thấy cô đó rất dễ thương, thông minh, hài hước. Sau đó mọi người ngồi chung với nhau, cô ấy nói thêm về gia đình cô ấy, cái sự chia ly đau buồn cô ấy từng gánh chịu. Cô ấy kể rất nhiều chuyện khác nữa thì mình thấy thương cô ấy quá. Mình thương cô ấy, thích cô ấy nhưng không hề có tình yêu, cũng rất là mệt mỏi nhưng cũng khẳng định luôn là nam em có vấn đề về đầu óc, thần kinh cổ không bình thường như người bình thường. Trường Giang từng nói về nam em, những ngày vừa qua, việc nam em công khai chồng tương lai cũng như kế hoạch kết hôn đã trở thành tâm điểm gây chú ý, đặc biệt là khi nam em công khai danh tính cũng như xuất hiện cùng bạn trai trong bài phỏng vấn với truyền thông càng khiến dân mạng thêm tò mò. Tuy nhiên mới đây trên một diễn đàn mạng xuất hiện những bài viết bóc trần về danh tính được cho là không mấy tốt đẹp về chồng tương lai của nam em. Theo nhiều cư dân mạng, chồng tương lai của nam em làm kinh doanh phong thủy nhưng thường xuyên lừa đảo tiền của khách, thậm chí có cư dân mạng còn cho biết chồng tương lai của nam em thực tế đã có hai đời vợ cùng ba người con. Bạn trai nam em lần đầu công khai chuyện tình cảm, thị phi thế nào vẫn bảo bọc che chở em. Nam em là một hoa hậu nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Cô nổi danh khi đăng quang hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và đại diện Việt Nam lọt top 8 chung cuộc tại hoa hậu Trái đất 2016. Bên cạnh đó, nam em còn được biết đến với những ồn ào tình ái, phát ngôn gây sốc khiến dư luận xôn xao. Trải qua nhiều ồn ào thị phi, đến giờ mỹ nhân quê Tiền Giang tìm được hạnh phúc như mong đợi. Trạng sáng 17 tháng 11, nam em và một người đàn ông có Facebook BW đã để chế độ hẹn hò chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Sáng nay, bạn trai nam em viết những lời đầu tiên về chuyện tình cảm với người đẹp trong tâm thư anh cho biết sẽ luôn bảo vệ che chở cho nam em, dù gặp sóng gió thì phi thế nào. Bạn trai của người đẹp cũng tâm sự cả hai từng mâu thuẫn cãi vã nhưng sau đó vẫn ở bên nhau. Người đàn ông này cũng mẫn ý chuyện sắp tính chuyện trong năm với mỹ nhân này. Trích tâm thư của bạn trai nam em. Anh không biết quá khứ em trải qua sóng gió bão tố ra sao. Anh cũng đã biết quá khứ em đủ khổ. Anh lựa chọn im lặng âm thầm. Nhưng cái âm thầm đó có khi là động lực cho mọi người tò mò đào bới. Nên anh quyết định sẽ công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em em an tâm nhé khi anh quyết định một việc gì sẽ không bao giờ buông bỏ dù nó khắc nghiệt thị phi đến đâu vẫn sẽ luôn bao bọc che chở để em bình an dù nó là sóng gió của bất cứ lĩnh vực nào tôi biết các bạn fan yêu quý nam em dành cho nam em rất nhiều tình cảm tôi mong các bạn hãy nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ bao quát nam em cần được sự kính trọng cô ấy đã trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước tiếp vì thế mà tôi ở đây cô ấy và tôi cũng đã nhiều lần tranh luận giận hơn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau Bao nhiêu sóng gió vấp ngã, mỗi lần vấp ngã cô ấy đều có bài học đắt giá và sự giác ngộ. Lần này cô ấy không dễ lặp lại vết xe đổ. Kịch bản lần này sẽ không giống các lần khác. Thay vì tò mò tìm hiểu đào bới thì tôi sẽ vạch hết những thứ đó cho các bạn biết. Tháng 7 năm 2023, Nam em lần đầu đăng tải hình ảnh một người đàn ông giấu mặt và chú thích rằng: "My husband chia sẻ với Sao Star, đại diện của người đẹp cho biết, thời gian này Nam em dành phần lớn thời gian sống ở Đà Lạt để nghỉ ngơi, viết sách và tìm cảm hứng trong âm nhạc." Đà Lạt là nơi chữa lành tâm hồn của nam em và mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Qua tìm hiểu, được biết bạn trai của nam em tên HC hiện đang làm việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thời gian gần đây, nam em thường đăng tải hình ảnh những kim cương khủng, ẩn ý sắp lên xe hoa khiến dân tình tò mò.